Xin chào mọi người, chào mọi người đến số tiếp theo của Arrival Podcast của kênh Hotel Lửa Việt Nam. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay là bạn Ngô Thanh Tú, đúng không Tú? Dạ đúng ạ. Bạn Tú là một gọi là nhân viên rất là lâu năm của một chuỗi local rất nổi tiếng ở Việt Nam là La Siesta của tập đoàn Elegance Hospitality Group. Hôm nay rất vui được có mặt Tú ở đây. Ở trong chương trình Hotel ở Việt Nam, kênh Hotel ở Việt Nam, chuỗi Arrival này thì khách mời của kênh là những anh chị làm khách sạn này, du lịch này, hàng không này. Thì mọi người đều có một điểm chung là tạm gọi Việt Nam mình là ngành du lịch và đều Arrival, tức là đều đón khách đến hàng ngày. Trong khách sạn nổi tiếng nhất là khách của em vẫn rất là quen, đúng không? Arrival List. Dạ vâng. Là danh sách check-in hôm nay sẽ có bao nhiêu khách đến, cái danh sách đấy mà 2-3 tờ A4 thì sẽ rất là vui. Đúng không? Departure list thì ngắn thôi. Thì cũng rất là may mắn thì anh cũng có mối quan hệ và gặp được một số người. Mọi người recommend là khuyên anh là nên nói chuyện với Tú. Vì Tú cũng là một trong những nhân sự làm ở La Siesta rất là lâu năm, rất là nhiều kinh nghiệm và cũng trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm. Ừ, thì rất chào mừng Tú đến với chương trình. Em chào anh ạ. Và rất là run ạ, hồi hộp khi mà cũng sau bao nhiêu ngày là làm trực tiếp với khách, rất là nhiều khách, thế nhưng mà ngồi với một khách ở đây mà cũng thấy rất là run, thì không biết là không tin, tôi không tin có thể trải qua được show này 30 phút có thể là mượt mà không. Tú cứ nói nhá, có thể là 30, có thể một tiếng, 2 tiếng, không vấn đề gì cả. Như vậy là em làm ở La Siesta là những ngày đầu, hồi đó không phải là La Siesta đúng không? Hồi đầu thì là Hà Nội Elegance. Hà Nội Elegance. Vâng, em làm hồi đấy là em là sinh viên năm thứ 3. Năm thứ 3. Dạ. Thì thời đó thì trường em chỉ học có nửa ngày thôi. Thì em vẫn còn trống nửa thời gian còn lại. Thì thật ra sinh viên khoa du lịch của bên em, các bạn rất là năng động. Các bạn có những bạn đã đi làm từ năm thứ nhất, năm thứ hai rồi. Mình là đi làm hơi muộn một chút. Mà tính em thì chắc là con mèo gọi là chậm nhưng mà chắc. Thì cũng rất là may là mình tìm được đúng cái gọi là bến đỗ, thì không biết là có đúng hay không, nhưng mà đúng là từ thời điểm đó đến bây giờ thì vẫn là La Siesta, vẫn là Hà Nội Elegance. Thì em làm ở đó từ năm thứ 3 luôn. Em học là học trường đại học em mở. Học khoa du lịch đại học mở Hà Nội. Khoa du lịch, cái thời điểm đấy anh nhớ là khoa du lịch đại học mở rất là nhiều sinh viên làm du lịch, làm khách sạn, rất là active. Dạ. Có mấy thầy nước ngoài nữa đúng không? Dạ, đấy là một số thầy giáo là dạy bên đấy, là bên các thầy cô nước ngoài thì sẽ chuyên về dạy về các cái kỹ năng về hướng dẫn viên du lịch. Còn bọn em thì học bên quản trị khách sạn. Tuy nhiên thì các thầy cô quản trị khách sạn thì là những người cũng có rất là có nhiều kinh nghiệm. Và cái giáo trình mà trường em được học thì sẽ thiên rất nhiều về thực tế. Thế cho nên là em cũng tự cảm thấy là sinh viên thì ở khoa em rất là năng động. Và các bạn khi mà bọn em ra trường và làm tại các cái cơ sở ấy thì bọn em nắm bắt rất là nhanh. Cảm giác là từ lý thuyết đến thực tế nó rất là gần gũi, chứ nó không có sự xa vời. Nhưng có đi làm có thấy hơi khác đi học không? Thật ra vẫn khác ạ. Tại giáo trình quản trị anh biết khác nhiều ạ, vâng. Tại vì là mọi thứ nó sẽ không như là mơ. Ngày đầu tiên mà em vẫn nhớ là mình thì cũng khá là năng động và tự tin với môn tiếng Anh, nhưng mà khoảng một tuần đầu tiên em đi làm là em không hiểu khách nói gì luôn. Tại vì mình học tiếng Anh, gọi là học tiếng Anh và nghe nói tiếng Anh thôi, nhưng mà đến đó thì mình có khách Nhật này, khách Nhật, khách Hàn, khách Mỹ, khách Anh, rồi khách Ấn, họ nói cái accent, cái ngữ hiệu của họ ấy, mình thật sự là mình chưa bắt được. Và cái gọi là cái vocabulary, từ vựng về cái ngành đấy của mình, đối với mình thì nó vẫn còn rất là mới. Thế cho nên là mình cũng bị đơ mất một tuần. Thời gian đầu là chỉ có đứng với nhìn các anh các chị nói chuyện và làm việc, còn mình thì đứng quan sát và học tập thôi. Đi làm một cái là trainee hay là được ký hợp đồng luôn hay là trainee. Thực tập trainee đúng không? Trainee, thực tập đúng không? Dạ, dạ. Anh còn nhớ mà thời điểm đấy là sinh viên mở rất hay được mời làm trainee, mà bạn nào mà tươi tắn thì hay được mời làm lễ tân, còn một số bạn thì sẽ bị để đây là nhà hàng. Nhưng mà sinh viên mở còn dễ xin á. Dạ. Thời điểm của anh làm là thường là sinh viên khó xin là sinh viên kinh tế này, cũng có khoa du lịch này, rồi có mỗi hai trường là hay được là mọi người confirm là trường đại học ngoại ngữ và đại học mở. Ngoại ngữ thì vì tiếng, còn mở là bởi vì các bạn rất là active. Dạ. Hôm nay thì mời Tú đến đây thì cũng chỉ muốn trao đổi
vui vẻ để cho em chia sẻ về những quá trình phát triển của em trong nghề thôi. Dạ. Thì thay mặt ekip thì anh có một món quà. Cũng không có gì nhiều nhặn. Em rất thích quà. Đây, tặng bạn. Bạn có thể mở luôn. Em cảm ơn anh. Đây là... Cũng nặng nặng đấy, không biết là gì. Vâng, anh chưa biết là gì đâu. Trông nó cũng mong manh lắm. Có ai có thể phi lên đồ uống lên cho em không? Em có thể xoay ra mà xem đằng sau có gì bất ngờ không? Hai bạn này em vẫn nhớ tên ạ. Thế à? Bạn này là Elliot, bạn này là Emily ạ. Đây là khách sạn hồi em làm ở số 3 Yên Thái, cũng thuộc Elegance. Em làm đầu tiên là ở 106 Hàng Bông, là khách sạn số 3. Sau đấy thì khách sạn số 4 mở cửa thì em rất may mắn được chuyển sang bên này và làm chuyên viên chăm sóc khách hàng. Hai bạn này là một trong những khách hàng đầu tiên của em mà các bạn ấy rất là thân. Đây là bức tranh bạn ấy vẽ tặng em. Em vẫn còn giữ đến bây giờ. 2006 là cũng... 2000 cái này là năm 2009. Đi làm được 10 năm rồi. Cái này từ 2009, tại vì em bắt đầu làm từ 2008. À, thế đấy mới được 1 năm thì cũng là mới đúng không? Dạ. Mình có thể để ở đây đúng không? Yeah. Lúc đầu tiên đi làm lễ tân như thế này thì chắc là rất nhiều kỷ niệm, đúng không? Nghề này thì thật sự là sống mất kỷ niệm ạ. Dạ. Trong thời gian đấy thì em làm lễ tân bao nhiêu lâu? Em làm lễ tân từ tháng 9 năm 2008 ạ, cho đến tháng 4. Tháng 4 là em... Nói chung là em làm khoảng 8 tháng á. Em hơi dốt toán. Em làm 8 tháng thì em chuyển sang làm ở đây. Thì em cũng được may mắn được các anh cân nhắc lên làm chuyên viên chăm sóc khách hàng. Thì mình sẽ tập trung, ngoài những cái công việc lễ tân thì mình sẽ tập trung nhiều hơn về việc chăm sóc khách. Vâng, mình sẽ đi theo khách hàng từ lúc khách bắt đầu. Trước khi check in mình phải nắm hết được các thông tin. Mình chăm sóc khách trong quá trình ở. Và lúc khách đi rồi thì mình vẫn, nếu mà ngày xưa thì mình cũng không có các cái phương tiện kỹ thuật như bây giờ là WhatsApp với cả Viber hay là Messenger. Thì mình sẽ làm việc với khách qua email. Thì vẫn có khách này em vẫn giữ liên hệ. À thế à? Vâng. Thì hồi đó thì em sẽ tập trung nhiều vào chăm sóc khách hàng. Và em làm thời gian thì cũng sau đấy thì em cũng được lên làm trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng. Gọi là customer guest, hồi đấy chắc là guest relation customer manager. Service manager là customer service. Cũng làm được cũng đến năm 2014 thì em có nghỉ sinh em bé. Sau đấy em vẫn quay lại và tiếp tục làm lễ tân. Sau đấy em lại sinh tiếp. Đến năm rất lành chim đậu. Đến năm 2016 thì em trở lại, thì lúc đó thì em thử sức vị trí mới là làm bên FB, em làm quản lý nhà hàng. Em làm 6 năm. Và em lại trở lại bên khi đấy thì sau Covid thì em trở lại thì em làm QC, quản lý chất lượng. Vâng. Thì tính tổng thời gian thì em đã làm được 15 năm ở hệ thống. Trong đấy có 6 năm là làm FB, còn lại thì là làm bên FO. Dạ. 15 năm. Mà những thời đầu tiên đấy chắc chỉ có bên La Siesta, bên Elegance là có thực sự là có một cái vị trí và có một cái bộ phận là chăm sóc khách hàng thôi, theo anh hiểu. Bởi vì anh cũng đến rất là nhiều khách sạn ở phố cổ, thì mọi người vẫn hay mix với bộ phận lễ tân là chủ yếu. Dạ. Hoặc là một số khách sạn thì anh nghĩ là hồi xưa Hà Nội cũng rất là đông khách nữa. Vâng. Nên là cái khâu đấy mọi người cũng không thực sự là tập trung vào. Trong thời gian này em làm ở quầy nhá. Dạ. 5 năm à? Hay 6 năm nhỉ? Chắc cũng phải 5-6 năm. 2008 đến 2016. 8 năm. 8 năm. Thì có những kỷ niệm nào mà em không thể quên được không? Cả kỷ niệm vui và kỷ niệm nhiều không lắm vui lắm nhá. Nhiều lắm. Thử xếp theo thứ tự. Cái nhớ nhất thì là cái gì? Nói chung là rất nhiều. Nếu mà để kể ra thì thực ra thì kể cả đến thời điểm gần đây thì cũng có rất nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm mà khiến cho em khóc thì hồi đấy là mình làm sinh viên mà, mong manh dễ vỡ mà. Thì em vẫn nhớ là lần đầu tiên em khóc rơi lệ. Đấy là làm nghề này em chắc chắn là sẽ có nhiều lần rơi lệ. Rơi lệ vui, rơi lệ buồn thôi. Nhưng mà lúc đấy thì có vẻ là mình sinh viên mới thì cũng non tơ, nên là có nhiều cái mà mình làm nó không được chuẩn. Thì khách họ, tức là đôi khi khách hàng họ cáu không phải vì mình mà vì cái tình huống của khách thôi. Thì em vẫn nhớ là hôm đấy họ cáu một cái gì đấy và họ quát mình. Mình chỉ là một cái thớt thôi. Nhưng mà sau đấy thì họ đi lên phòng thì em đã đi khóc
hết rất nước, em khóc rất là lâu ở trong nhà vệ sinh. Lúc em ra thì khách lại đi xuống xin lỗi em, lại khóc tiếp. Thì em lại khóc tiếp. Thật sự là đấy là cái lần đầu tiên mà lần đầu tiên rơi lệ của em, và em vẫn nhớ đến tận ngày hôm nay. Tức là nó cũng chả rút ra được bài học gì, nhưng mình chỉ cảm thấy là đôi khi làm cái nghề này thì thực sự mình cần phải có một cái thần kinh thật sự rất là vững để mình có thể vượt qua được những cái cảm xúc mà nó tiêu cực, bởi vì ít nhiều thì mình là làm cái nghề liên quan nhiều nhất là đến con người mà, thì chắc chắn là sẽ có ít nhiều những cái liên quan đến cảm xúc mà mình phải cố gắng gọi là kiềm chế. Hỏi tế nhị tí nhá. Dạ. Làm lễ tân mà tế chăm sóc khách hàng là hay được khách tip đúng không? Hay mình nói một cách nôm na là khách cảm ơn, khách bo rồi vâng. Đưa cho những khoản nhỏ 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 thì dạ. Khoản nhiều nhất của em đã từng nhận là khoản nào? Bao nhiêu tiền? Với đây chắc chắn là tiền rồi. Tiền thì có á, quà cũng rất là nhiều. Vâng. Thế còn nếu mà nói về tiền thì em nhớ là nó loanh quanh 100 đô. Thực ra thì rất nhiều khách tip thì bên em thì lại có một quy định, đấy là bọn em sẽ có một cái hòm tip ý. Nên thường là bọn em nhận được thì bọn em sẽ cho vào trong hòm tip. Bây giờ vẫn như vậy? Dạ vâng ạ, bọn em sẽ share cho tất cả mọi người. Thì gần đây nhất thì là 100 đô. Thế còn các lần trước thì em cũng nhớ nó cũng chỉ loanh quanh như vậy. Thực ra thì em sẽ không... Thật sự là với tính cách của em thì nếu mà nói không làm vì tiền thì không phải. Nhưng mà em thì khi mà em làm với khách ý, thì cái điều mà em cảm thấy lo lắng nhất đấy là liệu khách có vui khi ra khỏi khách sạn không. Còn việc họ tip thì có thể mình sẽ có thể đánh giá được phần nào cái sự hạnh phúc của họ đối với dịch vụ của mình. Thì thường thì khi mà họ tip xong thì em sẽ nhét vào hòm tip. Em sẽ quan tâm nhiều đến cảm xúc của khách nhiều hơn. Nhưng mà cũng rất là tự hào. Thật ra thì anh làm cho anh hơi xấu hổ đấy. Tại khoản tip đầu tiên của anh là anh cất luôn vào túi chẳng xe cho ai cả. Thật ra cái đó thì em nghĩ là cái đó thì là cái đó thì là đương nhiên. Thật ra thì đấy là cái đôi khi em thấy cũng là những cái công sức, có những bạn mà bạn ấy cũng vất vả, bạn ấy làm ngày làm đêm, thì cái khoản tip đấy đối với em thì đôi khi khách nói những câu rất là hay, ví dụ như là tôi đã tip cho khách sạn rồi thì bạn hãy đem cái khoản này về để mua cho gia đình mình một cái gì đó đi. Đây là cái khoản mà tôi muốn tặng bạn bè, tôi muốn tặng mẹ bạn hay là em bạn con bạn gì đó. Thì tại vì trong quá trình mình chăm sóc khách thì mình có thể chia sẻ những câu chuyện cá nhân của mình với khách, thì họ sẽ nói như vậy. Thì ra họ nói như vậy mà bản thân mình không mua cho mẹ mình hay em mình con mình thì mình thấy có lỗi. Thế có đó lỗi. Thế cho nên là em nghĩ là nó cũng không có gì là sai cả. Thế nhưng mà thế cả cũng phụ thuộc vào policy của từng nơi. Dạ đúng rồi ạ, tùy vào policy. Tại vì thực ra có những bạn beo bạn ấy cũng cái đó là đương nhiên, bạn rất là vất vả, cũng sống vì những cái đó mà. Dạ dạ, cái đấy là trong ngành của mình thì hoàn toàn mình rất là hiểu. Anh cũng thấy ở một cái chiều hướng ngược lại, thì anh nghĩ là cái người mà set up ra một cái system như vậy á, dạ, ở La Siesta, ở Elegance đợt trước ấy, thì được để đưa ra là cái policy như vậy và làm cho những người nhân viên mà nghĩ rằng chuyện làm khách hàng hài lòng á, nó là cái tôn chỉ, thì quả thật là mọi người khá là giỏi và đưa cái chuyện đấy thành một cái quy định và nó hoạt động, dạ, hàng ngày. Mọi người hiểu rằng là cái việc mà khách khen tôi hay là khen một người nào đấy cá nhân ấy, nó chỉ là biểu tượng của cái việc hạnh phúc của họ thôi. Còn để mà họ có một cái kỳ nghỉ hoàn hảo như vậy, thực ra nó sẽ dựa vào rất nhiều những cái yếu tố khác. Ví dụ như là phòng góc của bạn ai làm đẹp, ai làm sạch thì bạn mới có cái căn phòng như vậy. Và dịch vụ của bạn, nếu mà bạn đã có một cái tour đi rất là tốt, ăn sáng ngon, thì đấy là cái công lao của các anh chị bếp dậy sớm hay các bạn nhân viên bàn, các bạn đi set up. Thì thực ra không phải là công lao của một người chăm sóc khách, mà đấy là công lao của cả một cái đội ngũ phía đằng sau. Thì cái người chăm sóc họ chỉ là một cái đại diện của cái tên đấy thôi. Cho nên là hoàn toàn là em thấy là cái chính sách này rất là fair, em thấy rất là công bằng, chia đều cho mọi người. Cái này ý tưởng với cả quy định này từ đầu là ai là người đưa ra? Bên ban giám đốc. Vâng. Là cụ thể là anh Đàn và mọi người bên dưới. Dạ vâng. Của các anh chị giám đốc, vì bọn em cũng rất là hạnh phúc với việc đấy thôi. Hôm nào kênh chắc cũng phải mời anh Đàn Hạ Cố làm khách mời một hôm. Vâng. Những ngày đầu tiên em đi làm ấy, thì ai là người supervise em, ai là người quản lý trực tiếp, ai là người gọi là gì nhỉ? Vẽ lên tờ giấy trắng. Em vẫn nhớ là thời đó thì có anh Nam với cả anh Đàn thì là những người hay ngồi trực tiếp ở đấy. Thì em học của các anh chị rất nhiều. Anh Nam, anh Doãn Nam luôn. Dạ vâng. Là cũng làm từ đấy luôn. Dạ vâng, vâng. Thầy của em, một trong những người thầy đầu tiên của em. Là hai ông hiệu trưởng hiệu phó. Lừa luôn. Em.
Em vẫn nhớ là thời đấy là em cũng cùng trường với anh ấy, thì anh Doãn Nam là bây giờ thì anh ấy cũng đang ở vị trí rất 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 cao rồi. Anh ấy cũng Anh vừa thấy có ông đi loanh quanh đâu đây hay anh ấy sao dạy em rất nhiều. Vâng, ấy. thì từ những cái nhỏ nhất, ví dụ các cái quy trình, thời xưa thì mình cũng chưa có quy trình, mình thường là on job training, mình học tại chỗ, tôi học đến đâu các anh chị chỉ đến đó. Thì thường anh ấy dạy em là ví dụ như là cái này em làm bước 1, 2, 3, 4. Thì thực ra thì sau này khi mà em training các bạn, em cũng đều đưa ra những cái gì rất ngắn gọn thôi. Đấy là khi em làm một cái việc này em đã đủ 3 bước chưa, em đủ 4 bước chưa, đủ 4 thông tin, 5 thông tin chưa. Thì cái đấy dạy rất là dễ, thì các bạn sẽ nhớ được. Chứ còn không thì nói chung là hàng nghìn cái quy tắc và quy định thì các bạn sẽ Rồi. rất khó để học. Đó Quy thì... trình mà không có người follow, không có người giám sát thì nó cũng chỉ là một tờ giấy thôi mà. Dạ đúng, mình phải Đúng follow, mình phải giám sát thường xuyên, kiểm Mà tra anh thường cũng biết xuyên. nhiều khách sạn 5 sao rất nổi tiếng cũng không có quy trình đâu. Hoàn toàn là những cái kinh nghiệm và cái giám sát của các đời tổng giám đốc họ làm theo một cái standard ấy. Nên dần dần là cái kho quy trình đấy vẫn chỉ cất ở trong kho của HR thôi. Mà các ông kia vẫn hàng ngày implement, implement. Mà mọi người cứ nghĩ là họ không có quy trình thì sao không phải. Họ có nhưng mà họ thuộc quá rồi. Đúng, em Họ thấy là đã cái quy đó chuẩn đúng. ra thành từng bộ phận nhỏ 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 rồi. Dạ. Thế thế là 6 năm nhỉ? 8 năm, 8 8 năm năm. làm FO bộ phận lễ tân. Dạ. Thế sau đấy là một thời gian là nghỉ sinh này. Dạ. 8 năm là bị hốt, hình như nghe đâu Dạ người hốt cũng loanh quanh nội bộ đúng không? dạ vâng. Sau đấy thì quay trở lại thì em làm bộ phận nào? Quay trở lại là em làm bên FB, Food and F&B, Food Beverage, and Beverage bộ phận ẩm là thực. làm phụ Vâng. trách nhà hàng luôn. Dạ vâng, em quản lý Mà nhà trước đấy hàng. chưa biết gì nhà hàng. Chưa, tất cả đều nằm trong lý thuyết ạ. Vâng. Sau đấy thì làm thế nào? Rồi menu, rồi giá cost, rồi promotion, Học hết chương ạ. trình này, chương Mình trình kia. trước đó thì dựa vào những cái kinh nghiệm cá nhân thôi, bản thân em cũng là một người rất thích đi ăn, đi uống và trải nghiệm ẩm thực, cho nên là mình học dần thôi. Trước đó thì mình biết một chút về rượu vang, bởi vì mình là một người rất là yêu thích rượu vang, mình cũng rất là yêu thích cocktail, mình yêu thích rượu mạnh, thì bản thân mình đã có một cái gì đấy yêu Sao nghe thích rồi. thấy toàn có vấn đề gì nó hơi có cồn Thật ra khi mà mình yêu thích ấy, thì em nghĩ là học rất nhanh. Vâng. Thế cho nên là khi mà em vào thì thật ra rất là khó khăn ạ. Đối với em thì nó là một thử thách rất là lớn, tại vì Năm hoàn đấy là toàn năm không bao liên nhiêu? quan. Năm đấy là 2016, cuối năm 16 là 2016. thời điểm bắt đầu là rất đông khách. Dạ đúng rồi Năm ạ, 16 chính bắt đầu xác ạ. từ đấy Và thời là điểm đấy thì nhà hàng Red Bean cũng là nằm trong top top 10 nhà hàng ở Hà Nội, thế cho nên là rất đông khách. Vâng, và lại bị thiếu mất vị trí quản lý. Thì các anh chị cũng không hiểu là nhìn thấy ở em tiềm năng gì, nhưng mà cũng rất là tin tưởng trao cho em cái vị trí đấy. Thì Mà thời điểm đấy mà trao cho em vị trí đấy là cũng mạnh dạn đấy chứ, vì lúc đấy kiểu khách làm nhà hàng phải rất là có chuyên môn này, rồi nhiều rất nhiều trong phố cổ rất là nhiều nhà hàng dạ, xịn mở ra mà điều một may đứa mắn, thật ra thì em nghĩ là điều may mắn đấy là thứ nhất là đối với La Siesta thì bọn em quan trọng nhất đấy là nếu mà mình đã nắm được cái tinh thần ạ, là cái dịch vụ là phải xuất phát từ cái thực sự cái gọi là mình dùng từ trái tim đấy, hay là gọi là đạo đức nghề nghiệp ấy ạ. Anh Khánh nhà anh Đấy. hay có cái câu là hospitality from the heart Dạ, mà đó. sau cái các GM cũng hay dùng mà, Dạ. nhưng thực ra anh nghĩ là không phải ai cũng hiểu được cái câu đấy đâu. Phải những người thực sự làm từ phục vụ khách hàng, từ dịch vụ và tiếp xúc rất nhiều với khách hàng mọi người mới hiểu. Dạ. Vì từ cái dịch vụ mình phải giữ một cái vai trò mình nó vừa phải, nó rất là support cho khách nhưng vẫn phải vừa phải, vẫn phải có một cái vị trí trung gian, Dạ. không được kiểu get along quá nhiều thì thực sự là khó. Anh cũng đã làm, anh cũng đã hiểu, có những lúc mình cũng bị cảm tính, Dạ. cảm tính vì ví dụ khách đấy hợp gu với mình quá chẳng hạn. Thế xong trong khách sạn anh giờ trước cũng có những bạn cũng có lại có một tí crush với khách, bởi vì nhiều khi có một anh đẹp trai quá, kể cả Metropole nhé, có những Dạ. anh diễn viên điện ảnh siêu sao đến họ quá là đẹp trai lộng lẫy đi thì các chị cũng không có Bối thể, rối, bối rồi rối. rất bối rối. Dạ. Thế nên là anh rất hiểu chuyện đấy, Dạ. thì để mà giữ một cái vai trò nó độc lập được thì anh nghĩ là không phải ai cũng nghĩ ra được. Và khi nghĩ được chuyện đấy rồi thì thường thường mọi người sẽ phát triển rất là nhanh, Dạ. có thể được develop sang vị trí này vị trí kia. Anh nghĩ nhà hàng cũng trong khả năng có thể quán xuyến của em được thôi, anh hỏi thì hỏi vậy thôi. Thì em cũng rất là may mắn là thời điểm đấy thì nhà hàng vốn đã vận hành cũng rất là ổn rồi, mọi người đã có những cái quy trình và những cái gọi là công việc hàng ngày rồi. Thì cái công việc của em nhiều nhất là tập trung vào việc giám sát, và tất nhiên là mình sẽ lên các chương trình và cũng giám sát về cost, và cũng lên các cái chương trình promotion, và mình cũng phải
chuốt lại dịch vụ để làm sao cho nó tinh tế hơn. Và giống như là anh vừa nói với em là anh bị OCD ấy. Anh cũng hơi OCD. Thì thực ra những người làm ngành dịch vụ, những người làm ngành dịch vụ như mình thì thực ra em nghĩ là nên OCD thì nó mới đảm bảo được là thực ra bản thân những cái vị như anh em mình thường nói trong ngành là những khách hàng khó tính mới là những người dạy mình rất nhiều. Chứ còn họ cứ khen thì mình chả biết đâu mà mình cố gắng cả. Thì bản chất là em vừa học, em vừa quan sát và mình cũng truyền cho các bạn thì cái tinh thần về việc là dịch vụ là phải bắt nguồn thật sự là từ cái việc mình quan tâm đến người ta. Không phải là mình quan tâm đến việc là tôi bán làm sao cho thật nhiều sản phẩm tốt, mà tôi bán cái sản phẩm thực sự phù hợp với bạn để khi mà bạn thực sự vui và bạn sẽ ra khỏi đây với một cái tâm trạng tốt. Cái quan trọng là cái trải nghiệm của bạn có thực sự tốt hay không. Vasista thì mention rất nhiều đến vấn đề trải nghiệm dịch vụ khách hàng, và cũng chia sẻ cho khán giả được biết là ở thời điểm này thì La Siesta luôn là top 1 ranking trên TripAdvisor các cái location mà La Siesta có mặt, ví dụ như Hà Nội, Hội An, Thành phố Hồ Chí Minh và cả các nhà hàng của chuỗi La Siesta nữa cũng ở trong những nhà hàng trên top và được hàng nghìn lượt review 5 sao đúng không? Dạ. Và công sức thì ở đây sẽ có một người đại diện là người training những người đi làm dịch vụ là bạn Tú. Anh nghĩ đấy là một cái credit là em có thể tự hào được. Tất nhiên là còn nhiều mọi người nữa, nhưng mà mình có thể tự hào. Mình cũng là người truyền đi cái thông điệp mà làm dịch vụ tốt đấy, đúng không? Đấy là cái sự may mắn của em khi mà em cũng đồng hành với cả La Siesta và em cũng hiểu được cái tinh thần và cái triết lý về dịch vụ ấy, của các anh chị, và mình cứ truyền cái đó cho các em và bản thân các em cũng sẽ lan tỏa cái đó. Thế là mất 4 năm làm F&B. 6 năm. 6 năm. Sau đấy thì lại trở lại với cả em lại sinh con chứ? Chưa. Chưa à? kết thôi ạ. Thế à? Thế là em mấy cháu rồi nhỉ? Sorry em hỏi. Dạ. Em là mấy, em hai cháu thôi ạ. Hai cháu đúng không? Dạ vâng. Thế là sau thời gian đấy lại bách lại FO nhưng mà là khách sạn khác của hệ thống đúng không? Vâng, thì là Red Bean thì nằm ở La Siesta ở 94 Mã Mây ạ. Thì em ra ngoài làm lễ tân thì cũng ở 94 Mã Mây. Ở bên thực ra thì em sẽ cover nhiều về mặt dịch vụ của tất cả các bộ phận. Em sẽ phối hợp với cùng với tất cả các trưởng bộ phận và GM để đảm bảo là mọi thứ đang chạy theo đúng hướng ạ. Và những cái gì mà mình cảm thấy nó đang, tại vì sau Covid ấy thì mình cũng có rất nhiều thứ mà mình cần phải thay đổi. Mình cần phải đáp ứng được, tức là cái nhu cầu và cái nhu cầu của khách hàng khác nhiều đi, và cái gọi là cái sinh hoạt của khách. Ví dụ như ngày trước sinh mình bây giờ là khách khác đi nữa, ngày, đúng không? Ngày trước thật sự là họ sẽ nhờ nhiều lễ tân nhiều, nhưng mà thực sự bây giờ họ có Google Maps, họ có Grab rồi, họ thật sự là không cần mình nhiều. Thì họ tự gọi Grab hoặc là họ có thể tự lên Google họ xem các cái gợi ý, nên là thực sự để mà tương tác với khách thì mình phải phải thay đổi nhiều, phải bắt nhịp với cả cái việc đấy để mình cùng phối hợp với khách và mình cũng đổi mới hơn. Chứ không phải là mình cứ giữ mãi cái kiểu ngày xưa được. Thì cố gắng để làm sao mà đổi mới sáng tạo và thuận tiện nhất. Cuối cùng thì vẫn là để cho khách hàng có một cái trải nghiệm nó tốt nhất có thể. Vâng. Cũng là một cái từ khóa có hai mặt đấy, từ sáng tạo. Dạ. Tại cái nghề khách sạn này nhiều khi sáng tạo thì cũng tốt, nhưng mà nhiều lúc sáng tạo quá là vâng, cũng hơi dở, làm cho khách cũng hoang mang. Dạ, đúng không? Dạ. Nhưng mà sau trở lại sau Covid thì trong thời gian Covid chắc La Siesta cũng phải đóng chứ hả? Dạ, cũng có một số thời điểm là đóng xong rồi lại mở, xong rồi đóng lại mở. Đấy, mình tùy thuộc vào hoàn toàn vào quy định của nhà nước thôi ạ. Nhưng mà kiểu nhà nước cho mở là cứ mở luôn thôi đúng không? Vâng, thì một số giai đoạn là mình mở và mình sẽ chuyển hướng cái chiến lược kinh doanh là bắt đầu, tại vì bên em thì 99% là khách 100, nếu mà nói 99,9% là khách nước ngoài thì cũng không sai. Nhưng mà sau đấy thì mình cũng chuyển hướng về nội địa, du lịch nội địa. Anh có nhìn thấy, vâng, anh có thấy là cũng thay đổi về, dạ, mặt tiếp cận này, dạ, rồi cũng truyền thông cho những khách ở trong Nam. Dạ. Và anh thấy người Sài Gòn ra đây ở La Siesta cũng rất là nhiều và mọi người đánh giá rất cao. Dạ. Bạn bè anh ra đây anh cũng giới thiệu sang này bên này ở. Dạ, dạ. Thì mọi người đều cảm thấy rất là hài lòng với dịch vụ. Anh cảm nhận là thời điểm này La Siesta không còn có bóng dáng gì của Covid nữa, anh thấy khách rất là đông. Trộm vía nhỉ? Trộm vía, thì vâng. Đọc con số thì cũng thấy Hà Nội và Sài Gòn là cũng được tăng. Nhưng mà nói thật là để mà đông và duy trì ở cái vị trí như hiện tại là anh nghĩ là cũng không phải đơn giản. Mọi người luôn luôn top 1, top 2 rồi, ta thấy mọi người có bị áp lực không?
Áp lực, rất là áp lực. Áp lực hả? Tại vì thực ra là áp lực ở cái chỗ là khi mà họ đọc và họ biết được mình ở cái vị trí cao ấy, thì họ sẽ kỳ vọng rất nhiều ở mình. Và thứ hai là ví dụ cái cơ sở vật chất của mình thì thực ra thì nó càng ngày nó càng sẽ càng già đi. Mình sẽ không thể mãi mãi là trẻ trẻ trung tuổi 18 được. Thế nhưng mà mình vẫn phải liên tục để mà cố gắng. Thứ nhất là về cái phần bảo trì. Thứ hai là về phần nhân viên. Tại vì sau Covid thì như anh biết thì cái lực lượng lao động mà liên quan đến cái họ sẽ mất niềm tin vào ngành dịch vụ mà. Nhiều người họ không quay lại nghề nữa. Thì hồi đầu mới mở bọn em cũng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu đào tạo và tìm người ấy, tìm người và đào tạo thì cũng rất là khó khăn. Thế nhưng mà sau đấy thì mình cứ truyền được cái cảm hứng của mình, truyền được cái tinh thần là cố gắng đem đến cái trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Thì đâu thì hồi đầu là non thì sau cũng thành già thôi. Các bạn nhân viên thì đều cũng sẽ trưởng thành dần lên. Anh nghĩ có hai ý nhá. Dạ. Ý thứ nhất là gọi là gì ta? Trên cao thì gió to à? Dạ vâng, vâng, rất to. Thứ nhất là gió rất to bởi vì mọi người đều nhìn vào mình giống như kiểu là mình là hình mẫu. Dạ. Thế nên là mình mà làm có gì không đúng á, là mọi người ngay lập tức là sẽ nói này nói kia đúng không? Dạ. Thứ hai nữa là sếp cũng sẽ áp lực. Dạ đúng. Tại vì anh cũng đã từng trải qua cái áp lực đấy, anh rất hiểu. Là và có những áp lực rất khắc nghiệt. Chứ dạ. không chỉ đơn thuần là áp lực một cách đơn thuần như khán giả, mọi người xem. Dạ. Để duy trì được cái dịch vụ. Thế thì khi em bị gọi là gì nhỉ, các sếp pressing, đại loại là pressing, thì đối với nhân viên thì em xử lý như nào? Thật ra thì cái này thì bọn em gặp thường xuyên ạ. Thật ra cái pressing của sếp ý, thì sẽ liên quan nhiều đến việc là tìm giải pháp. Thì cái này thì chúng em đã trao đổi rất là kỹ rồi. Đấy là khi mà sếp pressing, bản thân sếp cũng clear rõ ràng là việc mà anh pressing các em ý, đấy có nghĩa là anh đều muốn tìm giải pháp, chứ không phải là anh muốn tìm một cái lý do. Ví dụ, tại sao lại như thế này thì kia, thì là sau đây em sẽ phân tích cái lý do này và giải pháp này như thế này, chứ không phải là đi tìm cái lý do trình bày. Đó, thế cho nên là giống như cái việc khi mà em training các bạn nhân viên, khi mà giải quyết bất cứ cái vấn đề gì thì mình sẽ luôn luôn tìm giải pháp, đừng bao giờ trình bày lý do. Ví dụ khách bảo tại sao cái đồ này chưa đến với tôi, thì cái việc đầu tiên đấy là tôi xin lỗi bác và bạn và khoảng vài phút nữa tôi sẽ có đồ hay là như thế nào, chứ mình đừng có nói với khách là vì tôi đang đông. Cái việc đấy nó sẽ chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi. Thế thì khi mà gặp những cái áp lực đấy thì việc đầu tiên đấy là mình sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân và mình sẽ đưa ra một cái giải pháp, chứ không phải là mình nói là em xin lỗi hay là mình sẽ đưa những cái cảm xúc tiêu cực đấy vào cho mọi người. Bởi vì cái nghề này bọn em mà chỉ cần một chút áp lực mà mình thể hiện ra ngoài mặt thì bản thân khách người ta cảm nhận, nó sẽ khiến cho khách người ta bị đúng. Người ta sẽ có cảm nhận là ô cái chuyện gì đang xảy ra vậy. Đấy, thì cái đấy là mình phải phân biệt rõ, phân biệt rất rõ giữa cái việc là anh cũng được chứng kiến, anh dạ. cũng được chứng kiến cái pressing đấy dạ. và ở các khách sạn khác, không tiện nói tên ở đây. quanh phố cổ này thôi, anh thấy mọi người pressing nhân viên ngay trước mặt khách, thì khách người ta rất là cảm thấy annoying và thấy là khó chịu và nhân viên rất là xấu hổ. Dạ. Thì anh cũng nhắc, anh cũng bảo không nên như này nên này kia, nhưng mà ở một cái mặt khác ấy, thì cái người sếp đấy họ cũng muốn fix ngay dạ. khi sự việc nó đang còn nóng. Và người sếp đấy cũng rất là thông minh, họ chạy ra họ xin lỗi khách dạ. Thế thì anh bảo cái này mình xử lý là đúng hay là sai, cái comment của mình có đúng hay là sai đây, thì mỗi người ta sẽ adapt một cái tình huống khác nhau. Thì nhưng mà theo anh hiểu không nên cũng nên pressing, nhưng nên press ở gọi là hết ngày làm việc như nào đấy. Và cái này cũng rất là bất ngờ Tú nói đến cách là tìm giải pháp trước khi là trình bày lý do, trình bày lý do lỗi tại ai, đúng không? Dạ. Cái này anh nghĩ là rất là value, rất là đáng giá cho mọi người có thể học tập. Ở một mặt khác nữa, ngoài sếp pressing thì cái lúc em trình bày, em nói, em chia sẻ là tuyển dụng dạ. và đào tạo dạ. thì anh đang rất đau đầu. Anh thấy mọi người cũng đang một cái anh nghĩ là cũng mọi người hay dùng cái từ là Gen Z thế này, Gen Z thế kia, rồi thế khác. Dạ. Anh thì anh hơi bênh các bạn ấy. Vâng. Nhưng mà anh muốn hiểu, muốn hỏi em là cụ thể thì đối với Gen Z bây giờ, những em, các em được sống trong một cái điều kiện khác. Dạ. Hồi xưa, ví dụ hồi xưa ạ, ở cái lứa anh hoặc em chẳng hạn, có thể là trong người sẽ không bao giờ có đồng nào, hoặc là mình có rất nhiều áp lực này kia, hoặc nhiều khi chỉ là áp lực đơn giản là mình chứng minh thôi. Còn bây giờ mọi người lại khác hoàn toàn. Dạ, đúng ạ. Vâng. Thì đối với La Siesta thì sao? Đối với bọn em thì sao? Tuyển dụng rồi training đào tạo, khó khăn gì không đối với các bạn trẻ bây giờ?
Đối với các bạn trẻ bây giờ thì đúng thật là có sự khác biệt hoàn toàn. Bọn em vẫn nói chuyện với nhau là ngày xưa anh em mình cứ mắng bao nhiêu thì mắng, nhưng mình cứ khóc xong mình lại làm. Còn bây giờ mà có mắng các bạn một câu thì mai bạn nghỉ. Thực sự là như thế, và mình sẽ không coi cái việc đấy là mình đi so sánh các cái thế hệ đối với nhau. Mỗi thế hệ sẽ có điểm mạnh riêng. Thì quan điểm của em là cái cú sốc đầu tiên của em đối với Gen Z ý, đấy là cái thời điểm em làm nhà hàng. Thì hồi đó thì là em có một bạn đầu tiên mà em hồi đấy bạn vừa tròn 18 và bạn vào nhà hàng, thì bạn sinh năm 2000, hồi đấy là bạn 2001. Thì bạn ấy có nói chuyện với em rất là vô tư, bạn bảo là em đi làm thì thực ra em thích đi làm là phải vui, còn nếu không vui thì em sẽ nghỉ. Và bạn ấy không phải là lúc đấy thì thực ra em cũng chưa tìm hiểu hoàn cảnh gia đình bạn ấy giàu hay nghèo, nhưng mà tự nhiên lúc đấy em có một cái cú sốc khi mà lần đầu tiên em tiếp xúc với một bạn nào đấy mà bạn có thể nói thẳng với em cái việc như thế. Và cái áp lực mà em tự tạo cho em đấy là em phải làm cho một cái môi trường làm việc làm sao thật vui để cho các bạn ấy cảm thấy hứng thú. Thì đấy là cái em nghĩ là một cái tia sáng, hoặc cũng có thể là một cú sốc đầu tiên khi mà em phải tiếp cận với cái việc là à mình phải làm việc với cả Gen Gen Z đây. Thì lúc đấy em người ta chưa nói nhiều về cái từ đấy. Hồi đấy là năm khoảng 2010, hồi Anh em mới mới vào biết làm cái nhà đấy nghĩa là hàng. gì. Đúng không? Em mới biết là ô em mới thấy ánh sáng. Thì sau này thì mọi người nhắc quá nhiều đến Gen Z, và xem mình cũng anh em mình chắc cũng xem nhiều phương tiện rồi, thì TikTok rồi thì sẽ có sự phân biệt giữa Gen Z với cả 8X anh em mình. Thì lúc đấy thì từ lúc đấy trở đi thì bản thân em lúc nào cũng sẽ cố gắng để tạo ra một cái môi trường thật sự là vui. Đôi khi thực ra nếu mà bảo ngôn ngữ của mình là mình cho các bạn ấy thoải mái quá, thì những cái lúc mà em cảm thấy các bạn đang hơi quá thì bản thân mình sẽ phải kiềm chế lại, nhưng mà cố gắng làm sao để tạo cho các bạn các cái động lực để các bạn ấy vươn tới. Ví dụ như là mình sẽ tạo cho các bạn một không gian để các bạn ấy sáng tạo. Chẳng hạn như mình ví dụ như đợt em làm FB chẳng hạn, thì em sẽ nói với các bạn là đây là cái quy trình dọn dọn buffet. Thế nhưng mà nếu mà các em cảm thấy cái quy trình này nó đang có cái gì không hay ý, thì các em hãy nói với chị thì để chị sẽ điều chỉnh theo đúng cái xử lý của các em. Sau đấy các em ấy đưa ra rất nhiều ý tưởng rất hay. Và khi mà các em ấy đã là người đưa ra ý tưởng, các em ấy đóng góp vào ý tưởng đấy, thì bản thân các em làm việc sẽ hứng thú hơn rất nhiều. Đây là ý tưởng của tớ đấy. Đó thì cứ mỗi người vào thì mình sẽ xin ý tưởng người ra. Ví dụ bạn ấy sẽ bảo thế là sau này các bạn ấy sẽ tự động có một cái thói quen đấy là chị ơi em thấy như thế này, chị ơi em thấy như thế này, thì em cảm thấy rất là hay. Đấy là mình phải học được các bạn, chứ không nên nghĩ rằng là à hay ý kiến hay là hay đòi hỏi, mà mình hãy coi cái việc đấy là một cái sự đóng góp sáng tạo. Còn nếu mà các bạn đóng góp mà không được thì đôi khi có bạn cũng rất là buồn. Mình phải nói là thật ra thì trong 10.000 ý tưởng thì sẽ có một ý tưởng thành công như thành triệu phú đấy em ạ, cứ cố gắng lên. Có bị Thì ý tưởng nào có bị lệch standard không? có chứ ạ, rất nhiều, nhưng mà mình phải nói cho các bạn ấy hiểu được là cái nào mà áp dụng được thì áp dụng luôn, còn chưa áp dụng được thì cho vào sổ, đến một thời điểm nào đấy biết đâu nó lại thành hiện thực đó. Thực Thì ra là các bạn ý theo anh suy nghĩ thì đang khá là bị áp lực ở một khía cạnh nào đấy đấy. Em cứ hình dung nhá, ví dụ khi em bắt đầu đi làm nhá. dạ Em năm thứ ba đã đi làm. ừ Lúc em đi làm em vừa kể ban nãy mà, em có biết dạ gì đâu. Đứng một chỗ mà đúng không? vâng Tiếng Anh thì không nghe được. Đúng không? À, và anh chắc chắn là máy tính lúc đấy còn cũng sờ cũng hơi sờ sẩm. Word, Excel các thứ là không biết. Vâng. Nhưng mà Gen Z bây giờ là sao? Thứ nhất là tốt nhất là ông nên biết hai thứ tiếng. Ừ. Mà biết một thứ tiếng là phải biết tốt luôn rồi. Đúng không? Rồi máy tính phải dùng tốt, phải có ý tưởng, phải thế này thế kia. Trong khi quay lại mình thời điểm trước mình đâu có phải như thế đâu. Mình chỉ hơi chăm chăm một tí là đã có credit rồi. Thế là các bạn ấy cũng cũng có một áp lực nhất định Dạ. theo quan điểm của anh, và họ rất mong muốn được trình bày bản thân. Có điều nhiều khi cái môi trường này, rồi cái vị trí của mình này, cái hoàn cảnh làm cho mình có cái cảm giác nó hơi tiêu cực một chút. Và cũng là nhiều khi mọi người cứ nói đi nói lại Dạ. mấy đứa này Gen Z này, mấy đứa Gen Z thế kia, thực ra là anh thấy cũng ok bình thường, không không đến đến nỗi là quá. Là chỉ có một cái khó anh thấy là đúng là khó tuyển người Dạ. ở thời điểm này, ngành khách sạn. Chắc là cũng bởi vì nghề mình kiểu nghề làm dâu trăm họ, Dạ. Áp lực. cái bắt đầu nó sẽ hơi thấp một chút. Các bạn ấy sẽ phải, ví dụ các bạn học đại học ra, gia đình có thể trả rất là nhiều tiền thì cũng không thể mong muốn các bạn đi làm một cái mức lương phải nói là trong xã hội không phải là cao. Dạ. Bắt đầu thì phải thấp, và bạn nào giỏi thì cũng phải mất một số năm. Nhưng mà tiêu chuẩn thì lại Ừ. cao. Vâng. Đấy, mà lại đòi hỏi là phải thứ nhất làm ca này, Vâng. thứ hai phải là tiếng Anh này, rồi phải biết cười với khách này. Khéo léo. Đấy, anh hay nói là đàn ca sáo nhị cái gì cũng biết đấy. Tinh Đấy. tinh tế. Vâng. Đấy. Và nhiều khi là tại sao khách như thế mà mình lại phải như thế này thế kia, thì
lại phải phân tích cho các bạn hiểu chứ không thể ăn thua với khách được, kiểu như vậy. Tại vì có những khách họ có những cái yêu cầu đòi hỏi rất là vô lý. Thế nhưng mà mình cũng vẫn phải bình tĩnh để mà lắng nghe để hiểu thực sự cái nhu cầu của người ta là gì. Đó. Thì các bạn ấy sẽ tại sao khách cứ đòi là được, mình bảo vấn đề không phải là khách đòi là được mà vấn đề mình phải hiểu được cái tâm lý của khách ở đây là gì và mình có đáp ứng được họ không. Và nếu mà mình đáp ứng họ thì mình mất cái gì và họ mất cái gì và mình được cái gì họ được cái gì. Phân tích ra thì cái gì tốt hơn thì lúc đấy thì các bạn ấy cũng sẽ kiềm chế lại được một chút. Chứ còn nhiều khi các bạn ấy sẽ mới thì những bạn càng mới các bạn sẽ càng thắc mắc không hiểu lý do tại sao làm cái ngành này lại như vậy. Đó. Thì đúng là mình nên thông cảm với các bạn ấy. Và thật ra là ví dụ như là em có hai bạn nhà em nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà mình phải thực sự rất là hiểu, phải cố gắng hiểu các bạn ấy thì mình mới làm bạn được với các bạn ấy. Còn nếu không thì mình sẽ khó để có thể hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của các bạn ấy để có thể tạo được một cái môi trường nó tốt hơn, môi trường thoải mái hơn làm việc với các bạn. Thế là ở vị trí chính xác bây giờ thì Tú là Quality Control Manager ở Lancesta đúng không? Dạ. Tức là em sẽ phải di chuyển giữa các property training in trạc chính thì ở Mã Mây. Dạ. Và có cái property nào mới và có những cái khóa training đào tạo là em phải em phải đi đúng không? Dạ. Thì mình sẽ đào tạo liên tục. Ví dụ như là theo yêu cầu của chủ tịch thôi. Ví dụ như là chủ tịch có trước mắt là cảm nhận được có một số cái vấn đề đang xảy ra trong cái quy trình nào thì mình cũng sẽ nghiên cứu. Ví dụ mình sẽ trao đổi với cả cái bên bộ phận đó và cái khách sạn đó thì mình xem là vấn đề nó xuất phát từ đâu, thì mình sẽ cần lấy cái tài liệu nào cho đi các bạn. Và thì mình sẽ làm, tức là bên em thì đào tạo liên tục. Đào tạo liên tục thế luôn. Tức là 16 năm. 15 năm. 15 năm. Hơi lâu rồi đấy. Khá lâu. Hơi già rồi. Trong quá trình hơi già 15 năm đấy có lúc nào nghĩ đến việc hay là mình thay đổi môi trường không? Thật ra thì em không nghĩ thế. Vì thực ra thì nếu mà nói thì mọi người lại nghĩ là nói điêu, chứ còn thực ra mỗi ngày đi làm đối với em là một ngày vui. Thực ra thì đối với em thì mỗi ngày đi làm là một ngày vui. Bản thân là cái may mắn của em đấy là em làm đúng nghề. Ngày trước thì đợt Covid thì em có phải có một số thời gian là khách sạn đóng cửa thì em cũng có tham gia vào một số dự án. Thì em có may mắn được tham gia một trong những cái gọi là cái NPO ấy. Là thì cái đấy bọn em chuyên hỗ trợ các bạn trẻ. Lúc em có tìm hiểu về cái gọi là chọn nghề, gọi là định hướng nghề nghiệp. Định hướng nghề nghiệp bây giờ em mới biết là phải định hướng từ bé cơ. Chứ chờ đến cấp 3 định hướng quá muộn rồi. Đấy lý do rất nhiều có người bây giờ 40 tuổi vẫn đang định hướng đúng này. Rồi ạ. Đấy thì nếu mà mình làm sai nghề ấy, thì bản thân mình sẽ không cảm thấy có động lực và mình sẽ thứ nhất là mình cũng vừa không phát huy được nội lực của mình, vừa cái năng lực của mình, và mình cũng thứ nhất là tiền kiếm được có khi cũng không thể nhiều được. Đó. Thế thì nhưng mà có những người thì tiền kiếm rất nhiều nhưng vẫn thấy trống rỗng chẳng hạn. Người ta có cái từ ikigai gì đó đấy. Đấy là sự cân bằng của tất cả mọi thứ đấy. Tất nhiên mình sẽ không thể được đến mức đấy, nhưng mà ít nhất thì mình làm được đúng cái nghề mình yêu thích ấy. Thì phát huy được đúng cái năng lực của mình thì mình sẽ đi làm với một cái tâm thế nó rất là vui. Giống như em training các bạn ấy, em bảo là nếu mà mình thực sự mình hiểu nghề mà mình yêu nghề thì mình sẽ đi làm như là một người đang yêu ấy. Đấy, mình đến mình được gặp người yêu thì mình sẽ cảm thấy vui và nó sẽ có những cái thử thách cho mình. Một cái gì đấy nó mới thì có những khách hàng khó tính thì bản thân mình mà chinh phục được khách đấy thì mình sẽ cảm thấy là mình sẽ có thêm một bài học và mình cảm thấy rất là vui. Thì đấy là cái động lực hàng ngày đi làm của em. Nên là bảo là thật sự bảo em đã từng đấu tranh đợt Covid là em bỏ nghề, nhưng em không thể bỏ được nghề vì em quá yêu nghề. Lúc đấy thì em cũng mọi người cũng định hướng cũng bảo là em hợp làm cô giáo hay đi làm cô giáo, mà thực sự em bảo em thích làm khách sạn hơn. Thật sự em không muốn bỏ nghề. Mấy anh chị em làm khách sạn lâu hay bị trường gọi về làm giảng viên các thứ đúng không? Rồi hồi đấy em cũng có dạy tiếng Anh, các bạn rất là thích, các bạn chọn bé bé nên em dạy online này, thế là cũng bảo là hay là đi học thêm để dạy đi dạy các bạn, thì các bạn rất là thích, suốt ngày gọi cô Tú thì bản thân em cũng rất là thích các cháu, nhưng mà để mà bảo yêu nghề thì em vẫn thích cái nghề này, em không muốn bỏ. Thỉnh thoảng các anh chị cũng bảo là hay lên làm bên văn phòng cái gì, nhưng mà thôi chừng nào mà các anh chị còn thấy em chưa già thì các anh chị cho em làm hay làm sales. Không, em không thích làm, em chỉ thích nói chuyện với khách làm thôi. Sales như anh Nam áp lực đúng không? Áp lực phải nhảy số đúng không? Thật ra thì cái đấy thì cũng là tùy tính cách thôi, nhưng mà sự thì em rất thích nói chuyện với khách, em nói rất nhiều, giống như là từ nãy giờ em anh không bảo em dừng thì em lại nói tiếp. Không, anh nghĩ là em rất hợp. Dạ. Em rất hợp và anh nghĩ là chắc anh đoán thôi, chắc là một thời gian nữa thì chắc cũng vẫn làm khách sạn, có thể là vị trí GM hoặc là room division hoặc là operation manager gì đó. Nếu mà lên tách biệt khỏi khách quá thì có khi
buồn. Em không còn là em nữa. Dạ. Tự nhiên lại phải đối diện với giấy tờ rồi máy tính các thứ, hoặc là chỉ training không, anh nghĩ cũng không hợp lý. Dạ. Chắc vẫn là những bộ phận tương tác nhiều với khách hàng. Em có nghĩ là khoảng ít lâu nữa mình có một cái business gì đấy, hoặc mình mở một nhà hàng gì đấy, hay thậm chí mình mở một cái khách sạn gì đấy? Nếu mà có anh Đàn anh bán cho em khách sạn, ví dụ em thế. Thì thực ra tính cách của em thì em thực ra em là người thích cái gì đấy nó cũng gọi là vui vẻ, nhẹ nhàng. Em chưa bao giờ em nghĩ mở business riêng đâu, thật sự như thế, bởi vì em không giỏi về kinh doanh lắm. Thứ nhất là con số là em không giỏi. Bây giờ hỏi những cái gì mà liên quan đến số là em không thật sự là em không nắm được. Nhưng mà ví dụ mà bảo là em nhìn một cái arrival list dài, em có thể nhớ được tên khách và số phòng. Em có thể nhớ được luôn. Ví dụ như là khách lẻ thì đôi khi em không nhớ, nhưng mà ví dụ chỉ cần một đoàn về em nhìn, em nhớ được cái list đấy, em nhớ được khách này thì em có thể nhớ được là khách này thuộc cái phòng nào. Em hoàn toàn em thể nhớ được. Tức là em có một cái cảm, cái sense về khách, về con người tốt hơn. Thì thực ra thì khi mà quay trở lại cái bản đồ nghề nghiệp mà em đã từng làm, thì cái Holland Test em làm thì em cũng hợp với cả gì liên quan đến con người. Em cảm thấy em thích giúp đỡ con người ấy. Thì em nghĩ là đối với em đấy là sứ mệnh của em. Sứ mệnh của em là giúp đỡ con người, và em còn giúp đỡ được mọi người thì em sẽ còn cảm thấy hạnh phúc với việc đấy. Thì cái việc hiện tại em đang làm đấy là em giúp hàng ngày, thì em cảm thấy rất là vui, rất là yêu nghề. Anh thì anh thấy chắc sẽ có những giai đoạn ấy. Dạ. Có thể chắc trong 5-10 năm tới chắc nghĩ sẽ nghĩ như thế, nhưng biết đâu một ngày đẹp trời đúng không, thấy ông Nam này hoặc là ông GM này ngồi đây lâu thế, tôi đi tôi làm điều hành cho. Dạ, em thật sự tính cách của em không anh trêu thế thôi, anh không làm quản lý nữa đâu. Ông là... có những người thì rất hợp. Em thì thấy các anh chị GM thì thực ra các anh GM ấy thì đúng là các anh ấy cũng có những cái về chiến lược các thứ sẽ tốt, còn bản thân em thì em sẽ là chuyên về con người và chuyên về training đào tạo thì nó sẽ tốt hơn. Đấy là cái định hướng bản thân em cũng rất là mong. Thậm chí là nếu mà anh có những cái academy liên quan hospitality thì em sẵn sàng là tham gia. Anh cũng chưa nghĩ đến cái cũng không trong vòng trong cái gọi là gì ta, cái vùng mà mình có thể phù hợp ấy. Tất nhiên là anh vẫn phải training nhân viên mọi người thế này kia, nhưng nó không, anh nghĩ là không phải là passion liên quan đến academy. Anh cũng hy vọng mà kênh này có những bạn như Tú lên chia sẻ, nó rất là thực tế, nó rất là có tính truyền cảm hứng để cho các bạn nhân viên trẻ rồi mọi người làm trong nghề này, mọi người có biết cả nó sẽ phải như thế. Dạ. Nhiều khi mọi người bị lost ấy, mất định hướng ấy, nhất là trong cái môi trường như phố cổ hoặc trong Sài Gòn hoặc những nơi mà gọi là trung tâm du lịch. Dạ. Thì cái giới hạn giữa chuyện kinh doanh thuần túy hay là giới hạn những chuyện mà nó hơi lệch chuẩn một chút, anh hay gọi là nó hơi gọi là gì ta, chăn dắt cũng là một từ nghe nó hơi negative đúng không, nhưng rõ ràng là chuyện này có xảy ra ở thị trường Việt Nam và Đông Nam Á. Dạ. Thì người thiệt hại là khách du lịch, và cái business của mình, cái khách sạn đấy kinh doanh nó sẽ không được lâu bền. Thì nếu mọi người có một cái những cái nhân tố phù hợp. Dạ. Và có cái sự truyền thống tốt. Dạ. Có chuyên môn tốt. Dạ. Thì tự nhiên tất cả đều cùng nhau tốt lên đúng không. Chứ anh cũng biết có nhiều cái trong nghề này cũng không được chuẩn lắm. Dạ. Thế nhưng anh nghĩ là mọi người thay đổi từng ngày, đặc biệt các bạn Gen Z bây giờ các bạn làm. Thì đấy như em nói, bạn bảo cảm thấy là có vui được không, bạn hỏi em luôn. Dạ. Là em muốn vui. Còn vui là còn làm. Ừ, dạ, nhưng vâng. Cái hội gọi là gì 8X, gọi là Gen gì ta, là không nói đâu. Mình là cái gì, Millennium à? Ừ, là có kiểu ức thì biết thế thôi. Vâng, rồi gọi là nhẫn nhịn. Có đứa thì khóc, có đứa thì vâng. Bỏ việc, ví dụ như vậy. Hiện tại thì là ông xã Tú là cũng làm trong chuỗi luôn luôn đúng không? Dạ. Nhưng mà hình như bạn ấy phải vào trong Hội An. Cũng muốn tìm, muốn thử thách bản thân một chút để học hỏi. Thì chồng em có hiện giờ đang công tác ở trong Hội An, La Siesta Resort ở trong Hội An. Thế hôm nào để mời cậu ấy. Bạn ấy làm vị trí trong đấy? EAM ạ. EAM là number 2 đúng không? Dạ vâng. Số 2 đúng không? Dạ vâng. Cũng xịn rồi. Thì cũng muốn thử thách bản thân một chút. Thế là bây giờ một người EAM, một người quality thì bao hết cả công ty rồi còn gì nữa. Đúng không? Chồng em cũng làm với em, cũng chồng em cũng làm trong hệ thống được 14 năm. Vào sau em có hồi xưa năm. Anh đi làm có một luật bất thành văn. Dạ. Mà bây giờ mọi người cũng hơi thay đổi rồi đấy. Chứ là nếu chồng, vợ hoặc người yêu làm cùng khách sạn ấy, là ngay lập tức mọi người phải nghỉ.
Không, cái này thì cũng có, nhưng mà thật ra là may mắn là bọn em làm khác chỗ ạ. Hồi xưa, đây anh nói hồi xưa, bây giờ thì anh vẫn thấy ok. Tức là anh chị, bọn anh làm hồi xưa có những, ví dụ bộ phận F&B chẳng hạn. Dạ vâng, đúng rồi, bây giờ là cũng thế. Các GM mọi người cũng rất là không thích. Ví dụ như vợ mà làm waitress, chồng thì lại làm chef hoặc là trong bếp. Thì kiểu nó gần nhau quá, thì nó sẽ có cái này cái kia. Thì cũng không có luật nào là như vậy cả. Nhưng cứ auto là sẽ tự nhiên có một người xin nghỉ hoặc là phải nghỉ. Nhưng bây giờ anh thấy là các khách sạn họ cũng open rồi. Không ạ, bây giờ thì em thấy là đa số vẫn có quy định như vậy. Thật ra thì nếu mà có đúng là ví dụ có một chuyện nào đó thì bao giờ cũng sẽ hai cả hai người nghỉ chẳng hạn, hoặc là thật ra đôi khi nó cũng rất là ngại bởi vì là sẽ liên quan đến những cái quyết định. Ví dụ như một người làm cao hơn ấy mà có những cái quyết định mà khiến cho mọi người sẽ tự nhiên dấy lên một cái sự gọi là không công bằng nếu mà xảy ra. Thì cũng may mắn là không biết may mắn hay không, nhưng mà bọn em sẽ không làm cùng chỗ cho nên là cũng không có cái sự gọi là so sánh như vậy. Nó rất là cũng đỡ ngại. Thực ra ở đây phải chia sẻ cho khán giả và mọi người đều hiểu là ở đây không phải là chuyện phe hay ăn phe, mà môi trường khách sạn là một cái môi trường có tính cộng đồng làm service rất là cao. Mình phải giữ một cái môi trường trung tính nhất có thể. Dạ. Mà bởi vì cái tôn chỉ đấy nên nhiều khi anh chị em bọn làm khách sạn bọn tôi, chúng tôi là bị hay phải hy sinh cái đời sống cá nhân một chút. Vâng. Đó, ví dụ như đi làm là sẽ ai thích sơn móng tay là không được sơn. Đúng. Không móng tay. Không sơn móng tay, rồi con gái là phải vấn tóc lên. Vâng. Tóc tai lúc nào cũng đấy. Phải tóc dài, mọi con trai thì không là được sợ để hỏng hết cả tóc nhưng mà không làm nào được, mình phải gọn gàng. Rồi lúc nào cũng phải sơ vi cà vạt. Dạ. Các cái đi cá tính rồi cả ngày. Chắc là nhân cưới thì không phải tháo nhưng mà những cái bracelet này, hình xăm mọi thứ đều phải giới hạn. Dạ. Thế nên và đặc biệt là những cái quan hệ cá nhân là cũng phải giới hạn. Và đây là mục đích là bởi vì để cho phục vụ cho khách thôi, chứ không phải là bởi vì là chúng ta ăn phe với những cái sự tự do của mọi người, đúng không? Dạ. Thế tuy nhiên là có, anh nghĩ là có những số cái giới hạn mọi người có thể mềm mỏng đi một chút cũng được. Ví dụ như là có những bộ phận nó hơi xa, rất là xa nhau, nó không liên quan gì. Hoặc là đấy, như trong một hệ thống thì tú làm đây, bạn kia bắt buộc phải vào Hội An hoặc là có thể ở khách sạn khác ở Hà Nội. Dạ. Thì sẽ dễ hơn và nói thật là gặp nhau ít thôi, đúng không? Thật ra thì gặp nhau cũng giả vờ không quen thôi ạ. Dạ. Vâng, cũng lỡ ngại. Dạ. Không, mà mọi người bảo là hai ông bà đi với nhau nên là thường thì đôi khi mãi mới thoát được vai, về đến nhà thay bộ đồng phục ra mới thoát được vai, chứ còn nếu không là coi như là không quen nhau luôn. Tại vì chuyện gì cũng cùng một cái cùng một cái chuỗi câu chuyện đấy, đúng dạ, không? Có vâng. Khi từ cơ quan lại về đến nhà vẫn là đó, cái chuyện đấy. Thế cho nên là thật ra để mà cái này hơi ngoài lề một chút, nhưng mà nếu mà đã làm cùng ngành ấy thì mà làm cùng nhiều khi là mình phải thoát vai ấy, và sau đấy khi về nhà thì lúc đấy mình lại đóng cái vai trò là vợ chồng với nhau, thì lúc đấy mình mới tâm sự với nhau về cái công việc. Chứ còn nếu mà mình vẫn giữ cái vai đấy ở chỗ làm hay về nhà thì sự rất là mệt. Chẳng hạn kể cả đôi khi vợ chồng có những lúc gọi là cãi nhau hay là gì đó, thì đến chỗ làm thì rõ ràng là mình vẫn phải rõ ràng cái việc đấy ra chứ không phải liên quan đến công việc khác. Cho nên là đúng là mình cũng phải thật sự là rất là kiềm chế cảm xúc của mình và phải rõ ràng cái vai trò ra trong việc là ở nhà và chỗ làm. Cảm ơn Tú. Cảm ơn Tú hôm nay đã nhận lời tham gia chương trình. Dạ. Chúc Tú có nhiều trải nghiệm hay hơn nữa, gọi là tận hưởng từng ngày làm việc ở trong chuỗi La Siesta, gặp được nhiều khách hàng hơn. Dạ. Gặp được nhiều nhân viên tốt, đào tạo được nhiều lứa nhân viên, và khách sạn của Tú cũng như hệ thống luôn luôn giữ cái thứ hạng cao. Dạ. Tất cả các meta search, tất cả các trang tìm kiếm. Cảm ơn rất nhiều. Em cũng cảm ơn mọi người, tại vì từ lúc mà em nhìn thấy cái này tự nhiên em cảm thấy xúc động, nước mắt em cứ rưng rưng ấy. Tại vì hai bạn này một thời gian gần lâu lắm rồi em cũng không liên hệ, vẫn có email nên là chắc là chút nữa sẽ phải gửi cho các bạn ấy một cái email. Chụp lại cái ảnh xong share cho các bạn ấy. Dạ vâng, cái này các bạn ấy chắc cũng giờ cũng lớn lắm rồi đúng không? Thực sự rất là cảm động, tại vì bạn này lúc bạn ấy check out, bạn ấy ôm em, bạn ấy khóc và bạn ấy đòi không được không đi về, ạ. Không đi, không ao không đi, nên là cái lúc đấy thực sự là lần đầu tiên là em cũng khóc. Đây là cái lần khóc mà khóc cảm động chứ không phải khóc ức chế. Em cảm ơn chương trình rất nhiều đã cho những người trong ngành như chúng em được có thể chia sẻ và đồng cảm. Thật ra thì em nghĩ là cái nghề này của mình cần sự đồng cảm rất nhiều để tiếp thêm cái động lực để anh em có thể làm nghề này được lâu, yêu nghề hơn ạ. Hẹn Tú và có thể những số tiếp theo hoặc là có thể một cái môi trường khác
ở chuỗi La Siesta nhưng có thể ở một khách sạn khác. Dạ. Hoặc là ở một cái số khác, một cái concept khác. Vâng. Cảm ơn Tú. Cảm ơn anh, cảm ơn anh Hiệp và cảm ơn anh.